Lúc đó cô thì cũng giờ thấy cũng cũng bé. cũng bé lắm con, cũng bé mắt lắm. Giờ thấy cũng với nhanh với giảm lắm con. Ông thấy mình chắc có lẽ là ông cũng 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 thái rồi ha. Bắt đầu ông đeo đuổi, cái bắt đầu á cô chẳng lại kiếm chuyện này kiếm chuyện kia từ chối. Chú cũng đeo đuổi lắm, đeo đuổi cũng gấp cũng 10 cái quần à. Tình cảm mà con, nhiều khi có lúc cũng nóng mà có lúc thì mình thấy cũng thấy thương. Cô của con á được cái lợi thế là bên chú á anh chị với mấy cô với mấy cậu rồi thương lắm, nhắc hoài lắm á, má chú cũng thương cô dữ lắm, có hậu thuẫn, có hậu thuẫn đó con. Cô chú ơi, mình kết hôn với nhau là 30 năm rồi, bây giờ mà quay ngược trở lại hơn 30 năm về trước thì cô chú có còn nhớ cái ngày đầu tiên mà cô chú gặp nhau là như thế nào không? Cô nghĩ đó là duyên nợ vợ chồng, tất cả đều là sự tình cờ. Hồi lúc trước á, cô đi làm thì cô đi trên con đường cô đi xuống, chú á, thì chú đi lên. Thời điểm đó thì còn chạy xe đạp, dễ thương lắm, lãng mạn đó. Đi được chiều mà ngày nào cũng tình cờ gặp nhau trên con đường đó. Cô thấy cái ông này á, nhìn cao ráo trắng trẻo, nhìn lãng tử lắm. Mình ngày xưa thì cũng có cái tính mê trai đẹp không, thấy cũng thích thích. Rồi gặp là phải nhìn. Rồi ổng cũng thắc mắc sao cái con nhỏ này ngày nào nó cũng nhìn mình vậy ba. Thì cô nhìn chú nhìn cô, không ai quen ai hết, cứ mỗi ngày đi làm đi trên con đường đó, ngay cái thời điểm đó thì là gặp nhau. Trai đẹp thì mình phải mê chứ, mình mà thấy trai đẹp mà mình không mê là mình có vấn đề đó. Chứ đó là ngày xưa nha con, bây giờ thì thất vọng, bể phọt rồi con ơi. Bụng bự bể phọt. Thời gian đã tàn quá luôn nha. Cô xài hao quá. Rồi cũng tình cờ là bà chị của cô á, có một người chị bạn nói là thôi nha, hai đứa mình làm ai. Hôm đó chị của cô dẫn chú tới cơ quan cô. Cái cô nói, ủa, cái ông này quen, mỗi ngày mỗi gặp. Và sao lúc đó chú gặp cô, cái ấn tượng của chú về cô như thế nào? Lúc đó cô thì cũng giờ thấy cũng... Cũng bé. Cũng bé lắm con, cũng bé mắt lắm. Giờ thấy cũng với nhanh với giảm lắm con. Ông thấy mình chắc có lẽ là ông cũng thái rồi ha. Bắt đầu ông đeo đuổi, cái bắt đầu á, cô chẳng lại kiếm chuyện này kiếm chuyện kia từ chối. Chú cũng đeo đuổi lắm, đeo đuổi cũng gấp cũng 10 cái quần à. Cô còn nhớ hoài nha, ngày đầu tiên á, chú chạy ngược chiều, cái chú chặn cô lại, run quá, mặt mày xanh lè, xanh mét, là xanh lè mét. Chị Thanh cho em gửi đồ, chị Thanh ơi, chị Thanh. Trời ơi, cái cô về cô nói với bà chị, ê bà, sao cái thằng quỷ đó nó muốn cua tôi mà sao nó kêu bằng chị xin em là sao nó muốn gì? Nó mình còn nít mà. Cái kia bà chị quá đó, chắc tại nó gặp mày nó khớp, nó run quá, nó tầm bậy để tao kêu nó nói lại. Lúc đó tự nhiên sao chú gặp cô á, chú khớp quá khớp, chú kêu bằng chị không à. Chú cũng nhát ghé đó. Chú nhát như vậy là trước đây là chú đã quen cô nào chưa? Quen thì quen, giống như tình cảm học trò mà có. Hèn gì nhát là phải rồi. Bồ nhóc, có bồ nhóc. Nhưng mà gặp cô đúng đối tượng nha, xì với con là xưa bồ nhóc. Vậy rồi lắp ba lắp bắp vậy rồi cái quá trình cua cô thì nó có lắp ba lắp bắp giống như ngày đầu không? Không có, lúc đó mình quen thì nó dạng vậy rồi. Thì nói chung thì chú cũng được cái lợi thế là chú qua gia đình chú chơi á, ở nhà cũng thương chú lắm. Nhưng mà lúc chú tỏ tình với cô, chú tỏ tình sao giờ chú còn nhớ không? Không có nói lời yêu thương, không có biết lãng mạn, khô queo khô rét như sa mạc vậy đó. Ngày 8 tháng 3, nắng chang chang, lãng mạn lắm, tặng cái áo mưa. Ủa sao kỳ vậy? Ủa mà chú con hỏi thiệt, sao tự nhiên 8 tháng 3 mà chú tặng người ta cái áo mưa vậy? Chú cũng nghe mấy anh đó không mua gì thì tặng người yêu mà đi. Chú thì thật ra chú cũng không có lãng mạn lắm. Chắc nghĩ có tặng là mừng rồi. Cô biết sao không? Lúc đó mình mới có cảm tình thôi, chưa có tình cảm nhiều. Hên cho ổng là cô bị đau ruột thừa. Cô lúc đó mình mong manh dễ vỡ không? Chú vô bệnh viện chú chăm sóc bằng đêm mân hơn này nọ, thức sáng đêm canh này nọ. Cái cô thấy thôi, thấy cũng được, thấy cũng hiền, thôi thương cho rồi. Và thương luôn tới giờ. Trời ơi, để thương, thôi thương cho rồi. Vậy rồi cô chú quen nhau trong bao lâu thì cô chú mới đi đến hôn nhân? Khoảng trên 2 năm thôi. 2 năm mấy hả? Kết hôn thì hai bên cũng thuận lợi, vui vẻ, không có gì vấn đề gì. Tới khi mà cơ quan công ty giải thể. Lúc mà cơ quan giải thể thì hai vợ chồng thất nghiệp. Thất nghiệp thì cô lại giải kế hoạch bé lớn. Năm 93.
người ta có tin vợ có bầu á thì người ta vui ha. Còn lúc mà ông xã cô mà nghe tin vợ có bầu, cô nắm tay ra hỏi sao rồi, cô nói dính rồi. Rồi ổng buồn hiu luôn, không nói được tiếng nào hết. Cái thời cuộc á khó khăn lắm con. Hai đứa mình đang làm tự nhiên mà thất nghiệp, mà có bầu nữa là mình nghe mình sợ, không sợ là mình cũng có điều kiện để nuôi bé. Cô chú làm đủ thứ nghề, viên chức nhà nước thì còn hiền thờ quá, mới ra bán nhãn lớp thì bị người ta giật. Trời ơi. Cô nói em ơi em nhớ trả tiền cho chị nha, chị ơi nhớ trả tiền cho chị nha em nha. Có bà chị nói mày hiền quá, mày đòi nó không có trả, để tao. Bà Hầm bà nói mày mà không trả tiền cho con Thanh là tao cổ quần mày nha. Trời ơi. Quá ngầu cả đi. Con sẽ ghi nhớ cái câu này. Sau này con đi đòi nợ con sẽ nói ý chang. Cô không cố gắng, cô đi bán bánh mì. Cái bữa đó trời giông gió, cái dù để che cái tủ kiếm đi để bánh mì vậy con. Ngã cái dù bể tủ kiếm. Mà cái tủ mượn nữa đó con. Vậy em phải cắt kiếm từ cái tủ. Có chiếc xe đạp để ngoài sân á, ăn trộm ăn cắp luôn. Bà ta nói nó xui là nó xui tới luôn. Dồn dập vậy đó. Cái khó khăn của cô chú giống như là những cái đợt sóng á, nó cứ hết con sóng này là lại đến cái con sóng khác, dường như là nó không có ngừng luôn. Thì phải kiếm tiền để nuôi con thôi, rồi chú phải chạy xe ôm khó khăn con. Thì lại một cái xui nữa, thì lúc đó chú cũng mới ra nghề, cô chú cũng ăn mặc lịch sự, ủi đồ lắm có cho con, rồi nhìn cái mặt còn trắng tươi là cái người mà người ta lừa đảo, ta nhìn ta biết là mới ra nghề. Rồi sau đó thì ông bao thuốc mê, chiếc xe cúp 81 của bà ngoại cho là tài sản duy nhất, thì lại chú bị lừa đảo mất xe. Trời ơi, cô nghe tin mất xe cái cô xỉu luôn. Và nhớ lại thấy sợ quá. Cô nhưng mà con hỏi thiệt là cái giây phút mà cô nghe chú bị mất cái xe á, cô nghĩ về cái xe trước hay là cô nghĩ về chú trước? Lúc đó nó lẫn lộn. Tại vì mình khổ quá à. Mình khổ thì cái hình như cái kinh tế mình nghĩ tới trước. Con còn nhỏ. Ngày hôm sau bình tĩnh nghĩ lại thì cô có nói với chú là thôi còn người còn của. Thôi giờ lỡ mất rồi thì bây giờ làm lại từ đầu. Con cũng rất là hiểu cái cảm giác khi mà trong gia đình mình chỉ có duy nhất một cái tài sản để làm cái công cụ kiếm tiền mà nó lại bị mất. Thời gian mà ba mẹ con sanh anh hai con á, ba con thì làm nghề chạy xích lô, cũng bị người ta lừa mất cái xe xích lô luôn. Thì thời điểm đó là ba mẹ con cũng rất là khó khăn và suy sụp hoàn toàn luôn, tại vì mình không còn cái phương tiện nào để mà mình kiếm tiền mình nuôi con hết. Mà hồi đó con biết chiếc xe là như là cái tài sản của mình á con, chứ không phải như bây giờ đó. Bây giờ thì mình sống xe nó dễ chứ thời đó khó khăn. Cái thời điểm nó chạy sách lắm á, phải bỏ cái sĩ diện của mình đang làm viên chức nhà nước mà ra chạy xe ôm thì coi như là đấu tranh tư tưởng vậy đó con biết ha. Thậm chí sĩ diện mà không dám chạy ban ngày, chạy ban đêm, chạy suốt đêm, chạy tới sáng luôn, suốt đêm ban ngày về ngủ. Rồi cô hỏi ủa sao không chạy ban ngày mà chạy ban đêm, thì chú nói là chạy ban đêm cho mát. Nhưng mà thật ra thì cô hiểu là tại vì ban ngày gặp nhiều người quen quá, không biết gì khi sĩ diện, thành ra phải chạy ban đêm mà chạy suốt đêm luôn. Có lần á, chạy ban đêm thì chở cái người đó đi về, đi qua cái khu nghĩa địa. Cái khu nghĩa địa nó dài lắm, đi vô thì có người ngồi sau. Khi mà đi ra thì cái người đó vô nhà rồi, chú còn có một mình à. Chú chạy ra mà chú sợ ma. Chú về chú kể chạy túm giò mà cũng ráng chạy trên cái bờ đê. Cái giai đoạn khó khăn đó nó trải dài trong vòng bao lâu hả cô chú? 3-4 năm mà. 3-4 năm nữa con. Nhờ hai bên nội ngoại cũng hỗ trợ. Nhất là nội, tại điểm đó bà nội lo nhiều lắm. Thì năm 97 thì cô chú về Vĩnh Long. Thì từ từ cũng có việc làm ổn định. Cô chú vượt qua rất là nhiều giông bão nè, rất là nhiều cái khó khăn nè. Và ngày hôm nay cô chú phải nói là có một cái cuộc sống rất là viên mãn. Bây giờ cho con hỏi một điều là ngoài cái sự viên mãn trong tình yêu của cô chú hiện tại á, thì cô chú có cái tật xấu gì của nhau mà đến bây giờ mà cả cô và cô chú đều mong cả hai thay đổi không? Có chứ con. Cô con á thì cũng nóng tính lắm, hay càm ràm lắm. Chú là chú cũng bực. Cái gì vậy thì nói một lần thôi, nói mà tới nó luôn hoài. Cái đó là cái chung của phụ nữ ha con. Dạ đúng rồi chú ơi, tại hay lo lắng cho nên hay nói. Nhưng mà cô nghĩ á, vợ chồng sống với nhau á, thương nhau thì dễ, mà chịu đựng nhau rất là khó. Phải chịu đựng tính xấu của nhau thì mới sống nhau đến già. Chú á, thì nhiều khuyết điểm lắm. Cô là xin phép sống truyền hình là kể tội. Có dịp kể tội chú.
Cái ưu điểm là con biết là thương vợ, thương con, sống rất có trách nhiệm, không có lãng mạn, không có tặng quà, tặng quà hay là những cái lời nói ngọt ngào lúc mà sinh nhật hay là 8 tháng 3, không có, nhưng mà lâu lâu đánh lén cũng dễ thương lắm. Ví dụ như cách nay khoảng 5-6 năm thì tự nhiên cái đi mua cho cô chiếc xe SH Mod, thời điểm nó 55 triệu con. Tự nhiên lúc đó mình cũng vui lắm, hơi bất ngờ đó. Rồi lâu lâu cái điện thoại hỏi mang dài, dài đích số mấy. Cái cô nói là mang size 36, mua về size 35. Rồi cất vô tủ để dành, không mang được nhưng cũng thấy vui. Còn mua giới da người đó, mua giới da người để cô mặc khóa đi làm á. Thường cô mang màu da người, mua cái màu đen rồi cô cất để dành làm kỷ niệm luôn. Mới đây nhất, chú có cái tấm nóng tắm, cô cũng nóng tắm, làm mì cho ăn. Nhằn nhở anh nói là sao nhiều quá, ăn sao hết. Cô tức quá, cô đổ thùng rác luôn, rồi giận. Mấy ngày mấy đêm, rồi tình cờ cái điện thoại cô hư, cô mới than là cái điện thoại hư buồn quá. Cái tự nhiên lặng lẽ đi mua cho cô cách nay một tuần cái iPhone 11, cũng hết hồn luôn con lên. Lâu lâu đánh úp cái cũng hết hồn. Kể thêm cho con là chú có cái tính nóng nha, cái ham vui nha, ham vui lắm. Vợ chồng giận nha là cũng vì cái tính ham vui. Bạn alo là đi nhậu tới khuya mới về. Kể con nghe một kỷ niệm vui. Nhậu tới khuya bò lết quá xảm ha. Về tới khuya, thiệt là khuya, đi tắm. Cái cô nằm cô chờ hoài trong phòng, sao tắm lâu quá không thấy vô. Cô ra cô mở cái cửa toilet ra là đang ngồi ngủ ngáy, ho. Trời ơi, cô hết hồn. Con biết tấm thân nhỏ bé có 99kg à, khi vô không nổi. Nói trời ơi, đại ca, dậy đi vô ngủ. Năn nỉ đứng dậy kéo vô từ từ chứ cô ẩm đâu có nổi. Ôi, rồi sáng hôm sau tụng quá trời. Mét phụ huynh tội nghiệp bà nội. Bà nội từ Sài Gòn nội chạy về nội tụng 3 ngày 3 đêm bỏ ăn luôn. Thì sao không dám nữa, nhậu cũng vừa vừa. Bây giờ đỡ nhiều rồi, đỡ nhiều, hạn chế không có ngủ nhà tắm nữa. Vô phòng ngủ đàng hoàng, coi như là có sự tiến bộ. Đáng khen. Thế vậy là tao cũng thay đổi rồi đó chứ. Thay đổi nhiều lắm con, thay đổi nhiều dữ lắm luôn. Thật ra con nghĩ là với một cái người mà không có lãng mạn như chú nè, hơi khô khan như chú, mà để làm được những điều đó thì chắc chắn là chú phải hiểu cô rất nhiều và chú phải yêu cô rất nhiều, chú mới có thể thay đổi bản thân của mình nhiều như vậy. Con nói như vậy không biết có đúng không chú? Trả lời đi chút, bữa nay có gì trả lời đi chút. Nói chung thì tình cảm mà con, nhiều khi có lúc cũng nóng, mà có lúc thì mình thấy cũng thấy thương. Cô của con á, được cái lợi thế là bên chú á, anh chị á, với mấy cô, với mấy cậu rồi thương lắm, nhắc hoài lắm á. Má chú cũng thương cô dữ lắm, có hậu thuẫn. Có hậu thuẫn đó con. Cô chú ơi, từ hồi xưa tới giờ là rõ ràng là chú không có làm cái điều gì lãng mạn hết. Nhưng mà đối với cô á, cái điều gì chú làm cho cô tính tới thời điểm hiện nay là cô thích nhất và cô vì cái điều đó mà cô thương chú nhất? Việc làm của chú mà cô thích mà cô muốn chú cứ duy trì. Vậy bích cô mang đi làm, vậy bích đen á, chú hay lao rồi chú lấy si ra chú đánh bóng. Mà cô thấy cái hình ảnh mà chú cầm đôi dài mà chú lao đánh bóng á, có thể là đối với người khác nó nhỏ nhưng mà đối với cô thấy tình cảm nó lớn. Lúc mình giận á, cái mình tới những cái hành động nhỏ nhỏ đó, cái tự nhiên mình bớt giận. Con bây giờ chắc con cũng phải tìm con có ai chịu lao dài cho con. Đúng ra có những lúc với vợ chồng á, thì lúc vui lúc buồn. Lúc chồng ngoan thì vui, lúc chồng chưa ngoan thì buồn. Thường á là chú không ngoan mà thường là nhậu. Nhậu về khuya thì khi cô lo, chú á, thì tính hơi vô tư. Cứ nghĩ là mình làm tròn trách nhiệm, thương vợ thương con. Cái chuyện ham vui bạn bè là chuyện nhỏ. Rồi có những lúc cũng buồn, nhưng mà nhiều khi nhớ lại cái thời gian khó khăn á thì chú quá là cực khổ. Thành ra cô bỏ qua. Với lại á, bên chồng đối xử mình quá tốt thì đâu có lý do nào mà cô lại không tốt với chú. Có đôi khi người ta phải nhìn vào những cái ưu điểm như vậy á để mà người ta bù đắp cho những cái khuyết điểm.